Cô chào tất cả các em học sinh khối 6. Hôm nay cô trò chúng ta cùng ôn lại những nội dung ở môn ngữ văn để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2. Về cấu trúc đề kiểm tra gồm 2 phần. Phần 1 4 điểm bao gồm phân môn văn bản tiếng Việt. Phần 2 6 điểm tập làm văn. Sau đây là gợi ý nội dung và phương pháp ôn tập. Các em ôn lại phần văn bản. Văn bản bài học đường đời đầu tiên, sông nước Cà Mau, bức tranh của em gái tôi, đêm nay bác không ngủ, lượm Cô Tô, cây tre Việt Nam. Các em sẽ xem lại các văn bản này thật kỹ, tìm hiểu về phương thức biểu đạt, hoàn cảnh sáng tác, tác giả, tác phẩm, nội dung chính của các khổ thơ, các đoạn trích có trong văn bản. Ngoài ra, đề có thể trích dẫn những văn bản nằm ngoài sách giáo khoa. Đây là những bài từ sách, báo, mạng internet. Các em có thể tìm đọc thêm để có những kiến thức đặc biệt về những vấn đề đã và đang được cộng đồng hoặc thế giới quan tâm. Ví dụ như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, nạn chặt phá rừng, thiếu nước, thiếu lương thực ở các nước châu Phi, nghiện game hay Facebook, tình yêu thương chia sẻ lẫn nhau giữa mọi người trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Hỏi về các phương thức biểu đạt chính. Đối với dạng câu hỏi này, các em cần lưu ý chỉ nêu một và một phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản, không nêu quá một phương thức. Các em có thể nhận diện ra văn bản tự sự qua cách văn bản kể lại trọn vẹn một sự việc, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả, miêu tả, nêu lên đặc điểm của đối tượng, đặc điểm bên ngoài, tính cách bên trong. Biểu cảm thường tập trung nêu lên tình cảm, cảm xúc dành cho một đối tượng, chẳng hạn tình yêu, sự ngưỡng mộ, sự căm ghét. Nghị luận, văn bản nêu lên một vấn đề được xã hội quan tâm để chúng ta cùng nhau bàn bạc làm rõ vấn đề đó. Tuy vậy, các em cần tập trung vào 4 phương thức biểu đạt mà các em thường gặp, đặc biệt là miêu tả, biểu cảm, tự sự. Phần đoạn văn, đề có thể yêu cầu các em nêu lên cảm nhận, suy nghĩ về một chi tiết, một hình ảnh, một nhân vật trong phần trích của văn bản. Có thể viết suy nghĩ đó gói gọn trong 3 đến 4 câu văn. Các em thân mến, phần tiếng Việt, các em phải xem lại những nội dung cơ bản, phép tu từ nghệ thuật, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ. Về câu, câu trần thuật đơn có từ là, câu trần thuật đơn không có từ là. Các em phải nhận diện được phép tu từ hoặc gọi tên được kiểu câu trần thuật, cho biết các giá trị, mục đích, tác dụng của các phép tu từ hoặc cái kiểu câu đó dùng để làm gì. Ở bài so sánh, chúng ta lưu ý so sánh thì cần phải có hai sự vật, sự việc có nét tương đồng. Mục đích của phép so sánh là tạo ra những cách nói sinh động, gợi hình, gợi cảm xúc. Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có vế A, sự vật, sự việc được so sánh, phương diện so sánh, từ so sánh, với B, sự vật, sự việc dùng để so sánh. Trên thực tế, mô hình này có thể thay đổi ít nhiều. Phương diện so sánh có thể lược bỏ cùng với từ so sánh. Từ so sánh dễ nhận biết gồm có như, giống như, trông như là, hình như là, y như là. Hoặc với B có thể đảo lên trước với A cùng với từ so sánh. Có hai kiểu so sánh,
So sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng. So sánh không ngang bằng thường có những từ hơn, kém, không bằng, chẳng bằng. So sánh ngang bằng thường có những từ như, như là, giống như là, y như là. Về biện pháp nghệ thuật, nhân hóa là cách gọi, tả đồ vật, loài vật, cây cối bằng những từ vốn gọi tả người, làm cho thế giới loài vật, động vật, cây cối đó trở nên sinh động, hấp dẫn, biểu đạt những suy nghĩ, tình cảm của con người. Có 3 kiểu nhân hóa. 1. Dùng những từ vốn gọi tả người để gọi tả vật. 2. Dùng những từ vốn chỉ đặc điểm hoạt động tính chất của người để chỉ đặc điểm hoạt động tính chất của vật. 3. Trò chuyện xưng hô với vật như với người. Về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ. Sự khác nhau cơ bản giữa ẩn dụ và hoán dụ đó là cách gọi tên sự vật hiện tượng khái niệm này bằng tên sự vật hiện tượng khái niệm khác. Có nét tương đồng ở ẩn dụ và nét tương cận hoặc còn gọi là gần gũi ở hoán dụ. Ví dụ, anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương. Người cha mái tóc bạc đốt lửa cho anh nằm. Cụm từ người cha dùng để chỉ bác Hồ. Sở dĩ có thể nói như vậy là vì giữa bác với người cha có nhiều nét tương đồng về tuổi tác, phẩm chất, tình yêu thương, con cái. Còn hoán dụ dễ hiểu hơn, đó là một cách nói dựa trên mối quan hệ tương cận, gần gũi. Ví dụ, cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô. Cả lớp là để biểu thị tất cả học sinh trong lớp. Hoặc cả nhà em đang ăn cơm. Cả nhà là để chỉ thành viên, tất cả mọi thành viên trong gia đình. Các phép tu từ này giúp cho sự diễn đạt thêm hay, cô động, hàm xúc. Câu trần thuật đơn là loại câu có cấu tạo gồm một cụm CV dùng để giới thiệu, tả, nêu một ý kiến, một đánh giá. Câu trần thuật đơn có từ là cũng có cấu tạo là một cụm CV vị ngữ do từ là kết hợp với từ cụm từ, thường là do danh từ cụm danh từ, động từ cụm động từ, tính từ cụm tính từ đảm nhiệm. Câu trần thuật đơn không có từ là, thường vị ngữ không có từ là đứng trước mà được đảm nhiệm bởi động từ cụm động từ, cụm tính từ. Phần tập làm văn, chúng ta ôm hai dạng đề, tả chân dung và tả người trong hoạt động. Chúng ta lưu ý, đề tả người trong hoạt động giống như đề giữa kỳ học kỳ 2 vừa rồi. Tả là hình ảnh của mẹ khi chăm sóc em bị ốm. Về kỹ năng, chúng ta viết đúng kiểu bài văn tả người trong hoạt động. Bài văn có bút cục 3 phần, mở bài, thân bài, kết bài. Và các em phải biết lòng vào cái cảm xúc của bản thân em. Biết quan sát lựa chọn chi tiết tiêu biểu, nổi bật điểm miêu tả. Trình bày những điều quan sát lựa chọn theo một thứ tự hợp lý. Về nội dung, mở bài, giới thiệu khái quát về người được tả gắn với hoạt động cụ thể. Giới thiệu mẹ lúc chăm sóc khi em bị ốm. Thân bài, tả dáng vẻ của mẹ lúc em bị ốm. Hốt hoảng, lo lắng, mặt tái đi khi phát hiện bị ốm. Mẹ chạy đôn, chạy đáo để mua thuốc cho em. Tả hành động của mẹ khi em bị ốm. Mẹ nấu cháo, bón cháo cho em ăn. Mẹ lau người khi em bị sốt. Mẹ nhìn em trìu mến. Mẹ xin cho em nghỉ học. Dù rất mệt, nhưng mẹ vẫn không than vãn. Mẹ luôn quan sát em. Em khỏi ốm nhờ sự chăm sóc tận tụy của mẹ. Kết bài, nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh của mẹ khi em bị ốm. Tả chân dung, những người gần gũi, thân thuộc nhất đối với em, những người mà em yêu kính, ví dụ ông bà, cha mẹ. Về kỹ năng,
em phải viết đúng kiểu bài văn tả người. Bài văn cũng có bố cục 3 phần: mở, thân, kết. Phải biết lòng vào cảm xúc của bản thân, biết quan sát, lựa chọn các chi tiết nổi bật để miêu tả, trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự hợp lý. Mở bài giới thiệu khái quát về người được tả. Thân bài tả bao quát về tuổi tác, vóc dáng, cách ăn mặc, nghề nghiệp, vân vân. Lựa chọn kỹ các chi tiết như mái tóc, đặc điểm trên khuôn mặt, nước da, lời nói, cử chỉ, hành động của người thân đó. Nêu tính tình, việc làm của người thân khiến em ấn tượng mãi. Kết bài, nêu cảm nghĩ của em về người thân đó. Các em thân mến, để bài làm thêm hay, sinh động, hấp dẫn, các em phải biết vận dụng các biện pháp tu từ như là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ ở phần tiếng Việt. Đặc biệt, khi viết về người thân của mình, khi viết về những người mình yêu quý, kính trọng, các em phải biết lồng vào cảm xúc, ngưỡng mộ, tự hào, nêu lên được những suy nghĩ riêng của bản thân em về người thân của mình. Như vậy, bài viết sẽ tình cảm, hay hơn, có hồn hơn. Trên đây là toàn bộ nội dung phần ôn thi học kỳ 2 của bộ môn ngữ văn 6. Cô chúc các em ôn bài tốt và thi gặt hái được kết quả cao. Thân mến, chào tạm biệt các em.